Các bạn ơi, hôm nay mình làm bông nha các bạn. Mình làm bình bông là mình để chỗ bàn mình live stream nè. Thì mình trước hết là mình cắt cái này khoảng 7 phân. 7 phân nha các bạn. 7 phân. Mình làm cái khâu này trước nè. Đồ nghề còn quá mà mình cứ đi rong ruổi ở ngoài không, mình không có làm, trở lại mình làm các bạn, lâu lâu mình nhớ. Đây là cái hộp quẹt ga. Mình làm cái khoản này làm nhanh nha các bạn, để nó cứng lại rồi nó không có dúng. Xếp xéo góc như vậy. Bây giờ mình xếp dúng nó vô nha các bạn. Dúng nó vô. Các bạn dúng thì sao mà hai cái miếng này nó rời ra như vậy nè. Đó. Đó. Nó rời ra chứ nó đừng có sắp lại nha. Nó tách ra đó. Bây giờ chúng ta kết cái này lại nha các bạn. Bây giờ mình kết nối những cái cánh này lại với nhau nha các bạn. Đây là hai cái nè. Cái này mình làm 12 cánh nha các bạn. Mình banh ở dưới này ra nè, cho nó bung lên. Rồi mình để đây ha. Còn cái này mình làm 2 cánh nè.
làm cái nụ. Này làm ba cánh nè. Chúng ta lấy sợi dây này chúng ta làm nhụy nha các bạn. Đáng lẽ ra mình phải mua nhụy, nhưng mà giờ ở nhà có gì mình làm lấy. Mình đưa cái cây này vô, cho nó ôm vô đây luôn. Được cái bông như thế này nha các bạn. Rất là đẹp luôn.
mình có được hai cái bông như thế này nha các bạn. Cái bông này lớn, cái bông này nhỏ ha. Và mình làm một cái bông nhỏ ở trên. Cái nụ. Cuốn lại nha các bạn. Ta làm được những cái bông như thế này nha các bạn. Bông này bông nhất, là bông nhì nè. Bông này bông thứ ba. Bông thứ tư và cái nụ. Bây giờ chúng ta làm lá nha. Lá thì chúng ta cắt hai đoạn như thế này. Cái lá nó dài dài nha các bạn. Cái này là bông mẫu đơn. Bông mẫu đơn cho nên cái lá nó dài 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 vậy đó. Chúng ta cắt một đoạn như thế này. Chúng ta dán một miếng keo. Keo này keo hai mặt nha các bạn. Rồi chúng ta gỡ đi ra. Dán cho nó dính vậy đi. Chúng ta lấy một cái cây kẽm, chúng ta để chính giữa. Chúng ta đi kèo đây. Đấy,
tôi quấn nó vô nha các bạn. Chúng ta cuốn mấy cái bông này vô đây nha các bạn. Từ nhỏ cho tới lớn. Cái này cái nụ nè, nụ thứ hai, nụ thứ ba. Còn một cái nữa. Mình được một cành bông rồi nè. Còn cái này nó ở dưới gốc các bạn. Cái này nó ở dưới gốc. Mình mới làm có ba cái lá. Ở dưới gốc này. Đây. Lá nhiều nó mới đẹp nha các bạn. Mình làm thêm lá nữa.